Cái này cái nặng nhất hả? Em là nhà ở đâu? Ở Định Giá. Ở Định Giá đó. Dạ. Em bị bao lâu rồi? Đó em bị cũng có chục năm rồi đó, ừ, mà nó bị nhẹ nhẹ không à. Ừ. Thấy uống thuốc qua lo cái nó hết. Đó thì cũng muốn ba cái cột dạ. Covid đó. Ừ. Rồi tới mùa bắc á cái nó đào. Ừ. Hai tháng Tết qua, hai tháng Tết nó hết. Ừ. Có năm nay là bị dính luôn rồi. Dạ. Rồi bị vậy là khoảng bao nhiêu năm em có tính được không? Khoảng khoảng nếu mà từ lúc mà nó bắt đầu á, bắt đầu á thì cỡ 7 năm. 7 năm em dạ. Đi em đi thử đi. Mình thấy em lệch qua bên cái mông bên 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 phải ha. Rồi em lệch qua bên phải nhưng mà em tê chân nào? Tê chân này luôn. Tê đó luôn ha, rồi. Đâu có chạy nổi hả? Đi chừng 30 mét là kiếm ghế ngồi rồi. À, 30 mét là kiếm ghế ngồi rồi. Nó mỏi chuyện đó. Nó mỏi quá hả? Dạ. Rồi em úp mặt vô đây đi. Nằm sắp xuống. Em này bị cái bên phải ha. Chân bên phải rồi em xuống không quá, xuống hai tay này vậy được rồi. Đó. Bên đây không? Rồi đo chân lại. Thì chắc chắn một điều là chân này cũng sẽ thấp hơn chút xíu rồi. Nghe không? Đau là đau bên đây phải không? Dạ. Đau không em? Ừ. Rồi hít vào. Thở ra. Tức là thở ra là mình chơi luôn. Nhớ ha. Rồi nè. Để về hít vào. Thở ra. Thấy không? Ok. Rồi đó chân lại. Tạm được rồi. Ok. Có nhiều khi nó dài hơn nữa. Rồi vậy. Quay đầu qua đây. Nằm ngửa, nằm ngửa em. Hồi nãy mình quên gõ chân ha. Ok. Rồi, 4-1 dùm thầy. Rồi, được rồi. Rồi, được rồi. Quắp chân vô người không á, chắc coi xích vô chút đi, xích vô chút rồi đó vậy đó, rồi thả lỏng ra, thả mềm mềm rồi ra đó vậy đó, được cái nữa, cái nữa không đủ sức, rồi được rồi, bị cái lưng không cứng ngắc rồi. Rồi em đã mềm rồi. Đó. Đây này. Đó, đó. Đó, đó vậy đó đúng rồi. 1, 2, 3 cái nữa. 1, 2, 3 rồi cái thứ tư cái ba. Thả lỏng ha, thả lỏng. Cái chân không được được cái chân cái ngon cái chân phải thẳng ra. Cái đùi gối phải thẳng ra mới được. Đó, thẳng ra mới được. Rồi, mềm đây. Rồi. 1 2 nữa. 1
2. Đó. Đó. Bấm rồi. Đổ qua kia. Nó nhả không nổi mà. Rồi, đó, đó, vậy đó. 1, 2, 3. Nữa, cái nữa. 1, 2, 3. Rồi, đưa cho đây 10 căn. Nằm thẳng ra. Rồi ngồi dậy được rồi đó. Sao nghe tê tái không? Ê mẩy hết. Nó nghe tê mẩy hết đấy. Giờ khỏe lại chưa? Đi được chưa? Thử một phát coi. Thử một phát coi. Thôi khá rồi. Đấy, nói nhiều rồi. Nghe nó nhẹ rồi hả? Dạ, nãy niễn chứ lắm niễn. Còn chút xíu, chút xíu rồi. Rồi ráng cố gắng. Con chằn cái giò nó đau đó. Biết rồi. Còn chút xíu. Cái chân này còn đau, còn lan lan xuống đau. Dạ. Em ơi, làm thêm cái thứ tư ngay chân bên phải. Nằm xuống đi. Nhí người qua bên ngoài. Đó. Quay đầu anh kia tôi bấm vào thì mới ngủ vội tâm tình. Cái này có mấy cái bài tập gấp người có hướng dẫn nha. Rồi về nhà tập nha. Hả? À, học viên sau rồi hả? Tức là cũng quyết chí rồi phải không? Thôi ráng đợt này về là cái quan trọng là mình bệnh mà giờ về mình mở phòng mạch đó. Ok. Rồi, bây giờ đi lại thêm vòng nữa coi sao rồi. Ây da. Đi ấy, bớt mỏi. Còn dưới đó gân gân cái mắt cá không. Hồi xưa em làm cái nghề gì ở trước ấy? Thì nhỏ lớn sống nghề biển. Không biết mà cái tư thế em ngồi á. Ôi. Lúc 22 tuổi là dở cái nắp hầm lên bị cụp xuống sống lần à, rồi lúc năm ba mấy tuổi cầm một can 30 lít kéo lên cong xuống sống lần nữa. Nó bị rồi. Thành ra nói vậy. Dạ. Chứ còn thường thường là không có bị mà dữ dằn gì đâu. Dạ. Thành ra coi chừng là nó trở thành kỷ niệm luôn á. Rồi, giữ cố gắng nha. Dạ. À, anh cảm ơn.